Thơm em thì được, thơm nhẹ thôi. Con chỉ sờ bên ngoài đây bao mấy sờ bên ngoài. Không người chờ hồi thì em đã không về cả. Em thơm nhẹ thôi. Em thơm nhẹ ủ em ăn bạn. Muốn ăn rồi không? Nó khóc là không biết chứ. Cái này cái người gì thì nó lại im vào.